Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án là Kinkaku Z-Financy. Thì chương trình giveaway này đến từ Nhật Bản các bạn. Thì chương trình AGOP này nó sẽ random cho 10.000 bạn may mắn sẽ nhận được 200 tập cần có ký hiệu là Kinkaku nữa các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow tờ Twitter và retweet chiếc hashtag các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn like, các bạn trình dẫn với tờ tweet nha các bạn. Các bạn tăng ha. Ba người bạn của mình dưới hashtag nha các bạn. Rồi các bạn tweet lại. Tiếp tục các bạn join kênh group, kênh seller nữa các bạn. Rồi, các bạn join sao rồi các bạn bắt đập lại. Các bạn join tiếp kênh seller nữa. Rồi các bạn bắt đập lại. Đây thì vô website của nó mình các bạn xem qua hoặc có thể khỏi các bạn. Đây thì giờ con chắc nữa mình coi tổng cung nó có bao nhiêu các bạn. Ok, tổng cung nó có 21 triệu tốc cần. Con chắc được cái tích xanh này được xác nhận bởi mạng BB Smartchain các bạn. Cái linh phòng đâu ta? Rồi các bạn bắt đập lại cái linh phòng các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi full name họ ghi họ và tên của mình các bạn. Tiếp tục các bạn điền username Telegram mà nó son xào hay góp nè. Tiếp tục các bạn điền là username tờ Twitter các bạn đã follow và tờ Twitter dự án. Rồi what su policy tôi cần là gì để câu hỏi đây. Câu hỏi này thì mình đã phần đáp án cho phần link dưới mô tả dưới video, các bạn chỉ copy dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục tổng cung thì có 21 tỷ nè. Rồi các bạn lướt cấp trang các bạn, 393. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên chocolate mình nha các bạn. Đâu ta? Các bạn dán vào đây. Rồi tiếp tục các bạn bấm set nha các bạn. Cái mục void and while này thì các bạn điền cho mình cộng anh 3 số 1, 3 số 2 các bạn. Rồi bấm ra là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 200 tập cần Kinkaku đến năm kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.